Hạn hán, thiếu nước ngọt ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp giúp người dân phòng chống hạn mặn. Trong đó, mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây trồng bằng hệ thống tưới nhỏ giọt là một giải pháp tưới phù hợp với yêu cầu sản xuất của địa phương. Đây cũng là nội dung chính của chương trình Bạn Nhà Nông kỳ này. Khô hạn đang bắt đầu lộ rõ, khiến việc sản xuất nông nghiệp của nông dân gặp nhiều trở ngại. Chỉ nhìn đám sắn này đã thấy khó đảm bảo năng suất như thường lệ. Nhiều khoảng đất trống trên đám sắn xuất hiện. Đã nhiều lần, người dân trồng dặm thêm những hòm sắn mới, những mong sẽ lấp đầy khoảng trống sắn bị chết. Tuy nhiên, công bỏ ra cũng bằng không. Hòm sắn có trồng đi trồng lại cũng tiếp tục không mọc lên được. Thiếu nước chính là nguyên nhân làm cho sản xuất của nông dân gặp trở ngại. Bà con nông dân nói chung là năm nay là cái cây sắn của mình ấy, thì nó cũng không có củ bao nhiêu. Chẳng hạn như giờ cô cầm cây sắn đây nó có củ. Còn hồi trước kia là nấu nhóm một bụi sắn là có thể 9-10 củ. Rồi hoặc là củ này là lớn, nó to, nó dài ra. Nhưng mà bây giờ nó bay lớn đi, có đầu nhỏ người nông dân mình là năm nay làm thất thu rất nhiều. Bắp là loại cây trồng có khả năng chịu hạn, phù hợp với những vùng đất không chủ động được nước. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết khí hậu khô hành kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây, nên năng suất của loại cây trồng này cũng khó đảm bảo như những năm trước. Mùa đấy mình làm lúa, còn mùa dày là mình làm bắp dày, chẳng đâu có nước. Đâu không có nước mà mình phải dắt giếng ơi. Mình dắt giếng rồi mình chạy, mà giờ đi giếng mà mình không có mấy mướn, cứ chạy một lần vậy là 3-4, 40-50. Khó khăn của bà Huệ cũng chính là trở ngại của nhiều nông dân miền núi các huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hình trong những ngày này. Theo bà con nông dân miền núi, thiếu nước ở những vùng sản xuất cây trên cạn như sắn, bắp, mía không phải là chuyện mới. Nhiều năm qua, tình trạng thiếu nước tưới khi trời không có mưa từng xảy ra. Năm nay, tình trạng này tiếp tục tái diễn với mức độ khá gay gắt, gây trở ngại lớn cho sản xuất của người dân. Vào lúc này, chi phí để sản xuất đã tăng bởi tiền công đầu tư, chăm sóc và bơm nước tưới. Nước thiếu có dùng mà cây cối là chết hết, mía, cao su, sắn. Toàn bộ những cây trồng cái đất sân đình này là hầu như bị ảnh hưởng, mà ai cũng ảnh hưởng. Những nông dân ở các địa phương miền núi của tỉnh đang dần quen với chuyện mùa mưa thì lũ lụt, mùa khô thì thiếu nước sản xuất. Trở ngại của thời tiết đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và cả đời sống của nhiều gia đình khu vực miền núi trong những ngày tới. Rõ ràng, kinh nghiệm canh tác lâu nay dường như không còn đúng trong những thời điểm thời tiết thất thường. Biết là thế, nhưng nông dân và thậm chí chính quyền từng địa phương vẫn rất khó đảm bảo đưa ra giải pháp để ứng phó với nắng hạn. Nắng hạn kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp ở trên địa bàn. Những cái công trình thủy lợi nhờ các địa phương là nguồn nước không bị khô kiệt, vì vậy cái diện tích giảm rất là nhiều. Và đối với cái mía trên địa bàn huyện thì cái diện tích mía là cây trồng lớn nhất của huyện, mà trong thời gian qua thì nắng hạn quá kéo dài làm cho một diện đa số như phần diện tích mía mà không chủ động nước đó, là nó kém phát triển, vì vậy cho nên rằng là ảnh hưởng năng suất cho cái vụ thu hoạch tới. Với nông dân các địa phương miền núi của tỉnh, trồng các loại cây trồng cạn và chăn nuôi là chính. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nước mùa khô vẫn thường xuyên xảy ra, nên thiệt hại trong sản xuất thời gian qua là không hề nhỏ. Thiệt hại thấy rõ là sản lượng cây trồng giảm sút, trong khi đó giá nông sản không tăng dẫn đến chi phí sản xuất thực tế tăng cao, làm giảm thu nhập, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong cái điều kiện hạn hán thì khi mà canh tác 1 hecta lúa mà chuyển sang cây trồng cạn thì chúng ta có thể là sẽ canh tác được từ 3 đến 5 hecta cây trồng cạn. Thì như thế là ngoài vấn đề là đảm bảo cái hiệu quả của nước và chúng ta cũng đảm bảo được cái an sinh xã hội. Theo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhiều năm gần đây, Phú Yên và các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ đang đối diện với nhiều bất lợi bởi nắng hạn. Do vậy, các địa phương cần có sự chuẩn bị tốt phương án đối phó với hạn, đảm bảo sản xuất hiệu quả. Trước hết, cần rà soát lại hồ đập, khả năng cung ứng nước để bố trí diện tích canh tác cho phù hợp. Bên cạnh đó, yêu cầu bức thiết là triển khai biện pháp tiết kiệm nước, nhân rộng các mô hình tưới nước tiết kiệm phù hợp, đạt hiệu quả với từng khu vực, vùng sản xuất của địa phương.
Tỉnh Phú Yên là một trong những địa phương có diện tích trồng mía rất lớn với hơn 25.800 hectare. Diện tích trên được phân bổ chủ yếu ở các huyện miền núi như Sông Hinh, Sơn Hòa và Đồng Xuân. Cũng chính vì được trồng chủ yếu ở miền núi, nên cây mía khó chủ động về nguồn nước tưới mà phụ thuộc vào nước trời, hoặc nông dân phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để dùng máy bơm từ các khe suối, giếng khoan. Dù vậy, hiệu quả từ việc tưới này đem lại khá thấp. Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh đầu tư dự án áp dụng nước tưới bằng máy pét phun quay tự động. Qua thí điểm, hệ thống đã phát huy hiệu quả về tăng năng suất, đồng thời làm thay đổi tập quán canh tác của nông dân, góp phần thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương. Pét tưới này chú thấy rất là hiệu quả, bởi vì nó được cái hệ thống lắp ráp nhanh, cái cự ly phun của nó là một lần phun như vậy thì dung tích của nó 4 mét là được 120 mét, như vậy là mình được 3 chậu 6, khóa hàng thứ nhất phun hàng thứ hai thì nó cũng là 120 mét, như vậy là trong một ngày mà chú chỉ do có một lần phun được 1 hecta, trên đấy là chi phí khoảng 10 lít dầu. Cái thuận lợi thứ hai là cái dụng cụ bét này là chúng ta di chuyển tới một vùng thứ hai được, nó thuận lợi ở chỗ đó. Còn so với những cái biện pháp khác thì nó không có thuận lợi bằng cái biện pháp bét đây. Cái thứ ba nữa là cái độ đất chuyên chúng ta cũng dùng được, bởi vì cái hệ thống bét này nó có 4 chân, nó 2 hệ thống cùm và nó 4 chân, cho nên chúng ta vẫn tưới được đất nghiêng. Hệ đất nghiêng là ta thu dìa 2 thằng nghiêng và ta đỡ 2 thằng dài sẽ thòng xuống, như vậy thì mặt bằng của ta vẫn có như thường, cho nên này chú thấy là rất hiệu quả. Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, mô hình tưới nước cho mía bằng pét phun quay tự động đã thực hiện trong năm 2017 với quy mô 5 bộ thiết bị tưới cho 5 hộ nông dân tham gia. Trong đó, 3 hộ tại xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, 1 hộ tại xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân và 1 hộ tại xã E Ly, huyện Sông Hinh. Với chi phí đầu tư khoảng 33,3 triệu đồng cho một bộ thiết bị tưới, bao gồm cả hệ thống máy nổ diesel D15, đầu bơm, hệ thống ống dẫn và các trụ, pét tưới phun quay tự động. Nhà nước hỗ trợ 50% giá trị và nông dân đối ứng 50% với số tiền hơn 16,6 triệu đồng. Sau khi được Trung tâm Khuyến nông của huyện, của tỉnh và một số các cơ quan của huyện giúp đỡ thì triển khai mô hình này thì cho có nước tưới thì có những cái ruộng mía cá biệt thì trên 100 tấn, đó thì rất là cao. Thì sau khi có cái chủ trương của Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình tưới bằng pét quay tự động thì là một cái cơ hội để cho nhân dân làm mía phát triển. Thì cái này cũng là một cái nhu cầu của nhân dân địa phương để cho các hộ khác người ta học tập để nâng cao cái chất lượng mía của địa phương. Hệ thống này nó rất là dễ vận chuyển và rất dễ lắp đặt, tháo gỡ cũng như vận chuyển đưa từ nhà ra ngoài ruộng thì rất là thuận tiện cho bà con trong quá trình mà lắp đặt, vận chuyển. Cái giá thành của nó thì tương đối là vừa phải, có thể đầu tư quy mô hộ gia đình. Thì việc đầu tư như vậy thì theo đánh giá của chúng tôi khi mà thực hiện mô hình thì bà con nông dân đánh giá rất là cao, cũng như là trong việc mà vận hành cũng như bảo quản. Đây là mô hình tưới đảm bảo đạt hiệu quả, mức đầu tư không cao, di chuyển dễ dàng. Qua đánh giá, nhiều bà con nông dân ủng hộ nhân rộng. Về tốc độ sinh trưởng của cây trồng cũng rất tốt nhờ giữ được độ ẩm cao trên ruộng mía. Hiện các địa phương tiếp tục vận động, khuyến khích bà con trong xã học tập và nhân rộng mô hình này. Đánh giá là cái kết quả của các cái mô hình cơ giới hóa khuyến nông đã đạt được, trong đó có mô hình tưới nước cho mía bằng phun quay này. Thì cái nhu cầu mà của bà con về cái hệ thống tưới này là rất là lớn. Đa số là các hộ đều muốn có cái hệ thống này để trang bị không những là cho cây mía mà các loại cây trồng khác, như là cây sắn hay là các loại cây ăn quả, thì họ cũng có cái nhu cầu về cái hệ thống tưới này. Thì chúng tôi là thấy là cái khả năng nhân rộng của mô hình này rất là cao. Sau 2 năm triển khai, mô hình đang được nhiều bà con nông dân chủ động liên hệ với Trung tâm Khuyến nông tỉnh để tìm hiểu, trang bị phục vụ cho sản xuất. Mặt khác, từ những hiệu quả mà mô hình đem lại trong năm 2018-2019, Trung tâm Khuyến nông tiếp tục thực hiện nhân rộng hệ thống tưới này ở 2 dự án trên cây mía và cây sắn. Trong năm 2019, sẽ xây dựng hệ thống tưới trên cây rau màu, cây trồng chuyển đổi trên đất lúa, cây đậu phộng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2018 đến nay,
Bên cạnh, nhiều nông dân tiếp tục áp dụng mô hình tưới nước bằng phương pháp bét quay tự động và tưới nhỏ giọt. Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới phun cục bộ trong sản xuất thâm canh cây mía, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả và rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Một trong những nông dân đi đầu trong việc đầu tư công nghệ tưới nước nhỏ giọt, tiết kiệm vào mía, đạt năng suất cao của tỉnh là ông Đoàn Đắc Miên, hiện có diện tích trồng mía rất lớn của tỉnh ở xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa. Cái đầu tư cho cái công nghệ của Israel đây này, là cái tưới nhỏ giọt đây là nó có lợi lắm. Cái lợi thứ nhất là không phải lao động tưới. Cái lợi thứ hai là không bay hơi nước. Cái lợi thứ ba là cây mía uống nước lo dưới gốc nhưng mà xung quanh vẫn không có cỏ. Hai năm nay, ông Miên đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm cho mía bằng công nghệ Israel, giúp cây mía luôn luôn đảm bảo nước trong mùa khô. Từ lúc đầu tư tưới nước nhỏ giọt, trang trại mía hàng chục hecta của ông Miên không cần phải thuê công lao động như trước. Trong một đêm, cả một hecta mía đã đủ độ ẩm nhờ hệ thống tưới nước nhỏ giọt. Trong khi đó, trước đây để tưới một hecta mía cần 5 ngày công. Phân bón được đưa thẳng vào hệ thống tưới nước nhỏ giọt, nhờ vậy bớt đi công bón phân. Mía có nước tưới, chỉ 2 tháng sau khi thu hoạch, ruộng mía của ông Miên đã cao hơn 2 mét. Theo ông Miên, năng suất mía mùa đầu, mùa 2 đạt bình quân từ 120 tấn, mùa 3 đạt 100 tấn, vượt từ 40 đến 50 tấn so với năng suất mía lâu nay. Chi phí mà giảm bằng cái công nghệ như nhà tôi bây giờ là không cần nhiều. Chục hecta đây, trên chục hecta đây nhưng mà chỉ cần một vài người thôi. Ở Phú Yên, một trong những vùng nguyên liệu mía lớn nhất miền Trung. Lâu nay, không có nhiều người tưới nước cho ruộng mía và lại càng hiếm hoi hơn với kiểu tưới nước nhỏ giọt như ông Miên đang áp dụng. Tuy nhiên, trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, nhất là mùa khô thường diễn ra gay gắt, kéo dài hơn trước, việc áp dụng công nghệ tưới nước tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao năng suất cây trồng. Đây cũng là yêu cầu cần thiết để tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi, nhất là ở các địa bàn miền núi của tỉnh. Cái này thì nông dân phải nói rằng là trong năm 2018 có nhiều mô hình đã làm ra cái này rất là hiệu quả. Năng suất bình quân khoảng 90 triệu, 90 tấn trên một hecta đối với nông dân. Riêng cá biệt của ông Đồ Lộc Nguyên thì năng suất của ông hiện nay 100 tấn. Cái này thì nông dân rất là hưởng ứng. Huyện cũng đã có chủ trương chắc là xây dựng cái một cái hệ thống đường điện để cho người dân có thể là tự khai thác cái vùng nước ngầm để mà tưới cho mía. Tức là dùng cái nguồn điện này chúng ta sẽ bơm. Để đạt mục tiêu đến năm 2020, có 5.000 hecta diện tích cây trồng cạn chủ lực giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ được tưới bằng công nghệ, kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Ngành nông nghiệp tỉnh đang rà soát quy hoạch phát triển thủy lợi theo mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu, hoàn thiện cơ chế chính sách, thúc đẩy áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, điều chỉnh cơ cấu đầu tư công, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành chuỗi giá trị nông sản có chất lượng cho thị trường. Hiện tại, ngành nông nghiệp tỉnh đang chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình tưới nước tiết kiệm cho cây trồng, triển khai tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ quản lý địa phương, chủ trang trại và người nông dân về tưới tiên tiến, tiết kiệm nước gắn với khuyến nông, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh xã hội hóa và sự tham gia của các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, trong đầu tư, nghiên cứu, sản xuất, cung ứng các vật tư, thiết bị, công nghệ mới cho tưới nước tiết kiệm cây trồng cạn. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh cũng lồng ghép các nội dung liên quan đến phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn vào các chương trình hợp tác, các dự án vay vốn ODA để kêu gọi nguồn lực quốc tế tham gia.